Nhìn ở trên TV rồi. Bây giờ vào đây xem mà mấy đây xem mà tình yêu sự nghiệp. Đấy. Mai được lên TV đấy. Đây này. Hết. Mấy ngày về đây chưa thấy lên TV thì con phải biết. Thầy phán câu chức lừ luôn là ngày mai là em được lên TV. Hai thằng mày muốn đuổi xe chồng. Thầy chồng của trai không? Bây giờ thầy nói cho con cháu biết thế này nhá. Dạ. Thứ nhất là con cháu phải nên nghe thầy là cái đường học của cháu rất chi là giỏi. Đường học cháu rất chi là có năng khiếu. Thà bỏ việc chứ không bao giờ bỏ học nhá. Giết. Ta bỏ học không? Nhưng mà có hai lần thôi. Nhưng mà thằng này chuyên ra bỏ học, thà nó không bỏ được. Thà nó bỏ học chứ nó không bỏ việc không đâu. Mãi chơi là không được nhá. Cái thứ nhất là thầy nói là về cái đường học ấy là phải tập trung vào học. Sau này mà không học là quá hối hận đấy nhá. Đường học này rất chi là cao đấy, đường học này giỏi đấy. Cháy học mấy đấy. Thế còn cái thứ hai nên là bàn tay của cháu là bàn tay vàng nhá. Bàn tay vàng trong làng có quý nhân phụ trợ nhá. Bàn tay này đi đến đâu lúc nào cũng có người giúp đỡ nhá. Hầu như cũng lúc nào cũng có người lưng đỡ cho về góc độ đường tay. Hãy gặp may nhá. Hay anh người ta hay bắt tay ấy. Đến bắt tay thì nó quý nó mới bắt tay chứ. Nó không quý nhà người ta bắt tay. Bắt tay sao đâu. Cái thầy vừa còn bắt tay là người khác. Người ta quý con người ta mới bắt tay con. Người ta ghét con. Quý nhân phụ trợ đấy. Đấy người ta gọi là quý. Đấy là người ta bảo là quý nhân phù trợ đấy. Cái số con người ta gọi là số ăn may mà. Cái số may mắn người ta gọi là số đào hoa đấy. Mày là lâu đấy. Nhưng cái trình độ của con mà cứ vào những cái tiết mục gì là cuối cùng con cũng đạt được điểm cao đấy. Bởi vì con có năng khiếu. Cái thứ nhất, thứ hai là có quý nhân phù trợ. Thứ ba nữa là người ta rất chi là quý con. Người ta sẽ luôn luôn giúp đỡ cho con. Có những cái điều chỉ con có lỗi, có bị sai thì người ta luôn luôn góp ý và người ta sẽ bảo con phải sửa lại đi. Có năng mắn thì như thế mới là người có tiến bộ nhá. Rồi, xem xong kia đi. Rồi, còn gì nữa không ông? Cứ còn nói về góc độ đi ra khỏi nhà. Ông cũng nói luôn cho cháu biết từ bây giờ về cho đến lúc già nhá. Không ai bắt nạt được cháu đâu. Chắc chắn rồi. Không ai bắt nạt cháu đâu. Mà cháu ra khỏi nhà cháu mạnh dạn lắm. Cháu khoái lắm, xuống lắm. Ra khỏi nhà khoái xuống lắm. Đây này, xem tay biết ngay số phận người này. Ăn độc đường độc trợ rất nhiều ra khỏi nhà. Rất chi là có những cái điều may mắn là quý nhân phù trợ. Ai cũng rất thương. Mà người này về góc độ tính nết. Người rất chịu khó năng nổ sắc sảo. Rất máu mê say đắm làm ăn đúng mẫu đây làm ăn thì không mẫu đi học đâu nhá. Đừng có nghĩ là cái làm không tốt đâu. Thế thầy lại bảo lúc nãy là học không đang nói là mẫu mê làm ăn để bỏ học để đi làm ăn lấy tiền sớm đấy, nhìn nó muốn làm giàu sớm nhưng không muốn đi học. Chính đi học sau này mới nhiều tiền, mà có đi làm đây không nhiều tiền bằng đi học đâu nhá. Sau này làm quan xếp to làm tướng thì nhiều tiền chứ bỏ học làm cái gì. Thế cháu mình học mai đi học lại đi bỏ học. Dạ. Mai đi học lại đi đừng bỏ học. Không được bỏ học. Cháu không bỏ học không? Không được bỏ học. Cháu mới bỏ học hai lần. Mới hai lần. Mà cái đường làm ăn này của cháu nó chỉ là cái mỡ nổi thôi. Lần này trước mắt thôi. Vu vu thôi. Chứ còn lâu dài không nên bỏ học nhá. À, thầy có cách nào mà gọi là ghim và neo hay là nó nổi này? Đỡ nổi nên cái đường để đi làm chứ không muốn đi học cái gì? Dạ. Vâng, bảo là vừa đi học vừa đi làm à. Thầy có gì thầy kiểu tham gia với nó để đấy. Nó thầy khuyên đấy tham gia với nó để cho nó mày vừa được tiền rồi vừa đi học chứ tay... may là tay này của cháu hôm nay là xả hết nghệ rồi đấy. Không là cái vàng lắm bây không giờ không bây giờ chỉ. Ngồi yên đấy thầy cũng nói thật con phải nghe thầy nhá. Dạ vâng. Không được tham, con tham là con không được. Dạ vâng. Cái tiền con cũng muốn mà cái học con cũng muốn. Dạ. Thì bây giờ thầy bảo là không được. Con người nó chỉ có một chứ không thể có hai được. Một quả bóng vàng chứ không hai người chung cho một quả địch. Cho nên vì vậy con nên chọn con đường nào là đẹp nhất. Một là đường làm ăn, hai là đường học. Con rất mấu mê làm ăn sớm là làm giàu sớm đấy. Rồi, nhưng trong quá trình được cái nọ thì mất cái kia. Chứ không thể trời cấp cho anh hai cái được. Trời cấp cho anh được hai đường làm tốt nhất. Thầy khuyên lên dừng cuộc chơi, đi học lại nhá. Mai đi học lại. Mai đi học thôi. Hết rồi.
đứng con nhá. Xin phép thầy cho con nói với khán giả một chút về cái bàn tay của con. Là trước đây con đã từng đi xem bói tay rồi. Thầy bói tay bảo con là một câu đúng như thế này: tao chưa nhìn thấy một cái bàn tay nào như bàn tay mày. Đấy, nó nát như thế này. Tức là thầy bói sẽ nói một câu là tao chưa nhìn thấy một cái bàn tay nào nát như bàn tay mày. Đây, cho thầy xem bàn tay con nhá. Đây. Con kéo bông áo đi. Nát là nát thế nào? Tại vì một người bình thường ấy, thì người ta sẽ có 3 đường với kia thôi. Nhưng mà mình đếm không hết đường luôn nhá. Thật sự luôn. Tại vì nó chảy lung tung rồi. Anh này xem sao nhỉ ông nhỉ? Kiểu ma giấy thế, kiểu ma giấy. Ôi chân chân chân. Tâm hệ chị gái à? Đẹp trai. Đẹp trai thế. Ông khen cháu thế. Khác gì khen thế nào? Khen tiền. Ông thấy đẹp trai chả khen à? Đó. Đúng không? Bây giờ nhá, thầy nói luôn về góc độ về cái làm ăn này, gia đình của con, bạn bè này. Thầy nói cho con biết ý, một câu rất chân tình, bề ngoài nói thật một câu bảo con là người này về góc độ làm ăn mang tính cách này, người ta gọi là có tính sống ích kỷ mài miệt. Nhưng thực tế thầy nhìn vào tay con không có một cái tính cách như vậy, mà ngược lại con là người rất chi là có một quan điểm sống luôn luôn biết điều, thương người, giúp ai, giúp đến nơi đến chốn, tận tình tận tâm tận lực, hầu như không có tiền ở túi mình, đi vay tiền bạn để giúp bạn, sẵn sàng không biết ngại cái gì cả. À vâng, cái này rách chưa? Con bảo rách mà không thể nào xem được. Thế mà không dám đi vay cái gì đâu, ngại. Không, thường thì hay vay ngân hàng đi bốc họ cho bạn được. Không dám vay hàng đâu. Một cách thầy bảo là không ra được mà thầy vẫn tìm ra được mà. Bởi vì một con người nhìn lên người ta gọi là phúc lộc thọ, người này rất có phúc đức, phúc đức có tâm giúp đỡ ai, tận tâm tận lực đến nơi đến chốn, không bao giờ bỏ một cái cơ hội nào cả. Con bỏ tiền còn hơn con bỏ lỡ hẹn người ta. Con lỡ hẹn ai một cái gì con cảm thấy rất chi là khó chịu, cảm thấy rất chi là ngại, cảm thấy rất ngại và rất khó chịu. Mình nhận lời giúp rồi mà mình không làm được, mình cảm thấy trong người nó rất chi là nó không có một cái tự tin. Thế thầy nói cho con biết là quan điểm thầy nói là trước tiên thầy nói là người sống rất có phúc hậu, quan điểm thầy nói là tốt nhá. Cho nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, bởi vì sống phúc hậu mà. Mình giúp người thì đến đâu người khác là giúp mình thôi, chứ không sợ. Nhưng mà có ai không có quý nhân phù trợ không? Thầy nói là chính con là người có quý nhân phù trợ, không phải việc cháu cũng có, cháu quý nhân hai quý nhân. Chính con không phải tự lập đâu. Hầu như về cái đường tiền đâu, con xoay rất dễ. Con thì bốc họ xoay rất dễ. Hết thầy nói, hết thầy nói, không bao giờ con xoay tiền khó khăn, xoay rất là nhanh. Chả biết thầy chỉ biết là cứ tiền đâu người ta xoay cực kỳ khó, nhưng con phút mốt ra tiền. Quan điểm để nói con này đi xoay chẳng biết bốc nhảy, chẳng biết. Thầy chỉ biết là xoay tiền rất dễ, không phải khó khăn về đường tiền. Thế quan điểm thầy nói rõ ràng về cái, còn về cái tính đường làm ăn của con, thầy nói là nhìn kỹ vào đây, thầy nói là con sống rất chi là vô tư, sống rất vô tư, không tham không cố, không có một cái gì là người ta gọi đi sâu cả. Quan điểm sống đường đi làm ăn của con, công việc luôn luôn di chuyển. Đường nào là đường làm ăn hả thầy? Đây là cái đường này này, để cái đường này đi ra khỏi nhà làm ăn này, bàn tay con đa số đi ra khỏi nhà làm ăn chứ phải làm ăn tại nhà. Nhưng đi ra khỏi nhà làm ăn luôn luôn lúc nào người ta gọi là hết là có người gọi, hết là có người gọi. Ví dụ như đang làm đây, xong rồi đã đi rồi. Không. Quay nụn lại. Thầy ơi, đi xa hết đấy, 15 mét. Không, đi xa ra làm thì thật nhưng mà ăn ở nhà. Ăn thì phải ăn ở nhà, mới đi làm ấy chứ. Người ta đang nói đi làm chứ, con ăn thì phải ăn ở nhà chứ ăn ở đâu. Tại mùa đông này lạnh lắm rồi ăn ở nhà. Đấy này, được. Ưu tiên thầy nói quan điểm hôm nay mừng cho con nhá. Là con đi ra khỏi nhà có một cái điều rất chi là may mắn nhá. Hôm nay con có phát tài phát lộc không? Quý nhân phù trợ nhá. Bởi vì thầy nhìn vào đây là thầy nói cho con biết là rất chi là yêu đãi, là có cái điều là lúc nào cũng gặp may. Mà cho con biết một thứ hôm nay con không gặp may. Hôm nay con không gặp may nhưng chắc là con về con sẽ gặp may. Con về 18 con lục không trùng con nào. Không, chưa nói con nói. Bây giờ mình tính, đấy là nói về đường làm ăn nhá. Đường làm ăn con lúc nào cũng gặp may. Còn cái chuyện về đường tiền, bàn tay con có tiền không có tiền, nhưng để chút được chưa chút được, có hết, có hết. Xem được tình duyên là con nào. Đường tình duyên, đường làm ăn nhá. Vâng, đường tình duyên. Đường tình duyên là xem tay phải ạ. Tay này tát khỏe hơn. Tay này tát khỏe hơn. Đây này dúi. À, phải không được là phải chuyển bên trái. Bây giờ cái đường tình duyên thầy nói cho con biết ấy. Bây giờ người ta gái, gái không chê mắt lề con gái, con luôn luôn lúc nào một người con trai mình phải lắm một cái chủ động nha, lắm chủ động. Mình phải tấn công người ta. Yeah, tại sao con bị ghê như thế? Con thích thì con thích thật sự. Nhưng mà con thích
con thích thì rất lâu rồi nhưng mà con chưa dám nói. Không dám mở mồm ra thì làm sao mà được vợ. Người ta bảo là mình trâu đi từng bọc cái cọc này sao phải mở mồm ra. Thế chắc phải về phải hỏi tay đây này. Cứ bảo là anh yêu em một xem. Không dám thương đâu. Nhưng mà bây giờ bố mẹ vợ không cho phép thì làm thế nào được thầy ơi. Con yêu tâm quá không ai chửi con đâu. Con trai nó có quyền là cái đoạn đi hỏi vợ. Hỏi chỗ này không được hỏi chỗ khác. Con hỏi là con không ngại thì làm sao mà con lấy được vợ. Này nói bạn gái con rất thích con nhưng ở trong bụng dạ người nó rất kỳ lạ. Bạn gái thích con. Nhưng bạn gái không được chán à. Đâu biết. Biết được bạn gái. Cái đường là gia đình là bố mẹ con không có điều kiện. Giàu có, không phải nghèo đâu. Con biết đấy. Con nhờ bạn gái gia đình có điều kiện đấy. Bố mẹ con nuôi. Nhà nuôi 30 con gà. Sao anh làm gì mà sao cái gì? Đất nhà con đang ở chỗ này làm chơi ăn thật mở cửa cho là có tiền đấy. Chỗ vui lắm chỗ cửa nhà ấy. À dạ vâng. Phải nhảy vào 8 lần rào mới đến nơi. Rồi xin phép mọi người hôm nay là mình đi chợ phiên với kia có đi xem thầy tay vào bây giờ cũng muộn rồi. Thì anh em mình cũng xin phép là về trước. Con cảm ơn thầy nhá. Dạ. Hôm nay gặp được thầy đúng là con thật sự gặp được thầy con mở mang gọi là cầu góc với rất là nhiều. Nhưng mà phải trả tiền cho thầy đã chứ. Quỷ lộc, quỷ lộc à. Quỷ lộc, quỷ lộc. Còn bao nhiêu ạ? Có tiền này. Tùy tâm. Tùy tâm mà. Quan điểm tài 60. Quan điểm tài 60. Tùy tâm. Thấy tâm chẳng hả? Mỗi thằng người nhìn đây. Tùy tâm. Tùy tâm thầy nhá. Năm chục đấy, năm chục đấy. Sống chất thật mà. Dạ. Rồi, con đưa thầy. Con cảm ơn thầy nhá.